ngày 7 tháng 2, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong những ngày nghỉ Tết Nhâm Dần vừa qua, các đơn vị cảnh sát giao thông quản lý những tuyến đường cao tốc trên cả nước đã phát hiện hàng nghìn trường hợp lái xe vi phạm qua hệ thống camera. Theo đó, trong 9 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, hệ thống camera đã phát hiện 1.418 trường hợp vi phạm, lập biên bản 39 trường hợp, gửi thông báo vi phạm 1.379 trường hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng phát hiện hơn 1.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm tới 6,6% tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông.